Hướng dẫn cách sử dụng cảnh thông minh trên camera IMO. Thì đầu tiên chúng ta cũng phải vào cài đặt nè, kéo tới cái ứng dụng IMO Line và con chọn vào quyền vị trí, bắt buộc là phải để luôn cho phép mới sử dụng được hết tính năng này nha bà con. Rồi sau khi chọn luôn cho phép thì chúng ta thoát ra, chúng ta sẽ mở cái app IMO lên và sau đó chúng ta chuyển qua cái app thứ hai. Đây là chưa có cảnh thông minh nào hết, sau đó chúng ta bấm dấu cộng trên cùng để tạo cảnh thông minh. Một là chúng ta sẽ kích hoạt thủ công, thì cái này hơi bất tiện, mình thì không thích tính năng này lắm. Bình thường mình sẽ thường sử dụng là ví dụ như là đã đến nơi hoặc là đã rời đi. Thì cái trường hợp này là mà cái khi nãy mình yêu cầu bà con phải bật trí là luôn luôn cho phép thì nó mới hiện cái này lên nha. Còn không thì nó sẽ không có hiện cái này lên đâu. Rồi ví dụ như là mình đã đến nơi, có nghĩa là nếu camera này gắn ở nhà thì chúng ta đã về nhà rồi đó. Sau khi camera nó biết chúng ta đã về nhà thì chúng ta muốn nó làm cái gì? Ví dụ như là không cần nó quay nữa thì có thể là thực hiện cái tác chủ thiết bị là cái mẫu Ranger 2 này, sẽ mở thông báo hay là sẽ tắt đi không quay nữa, hoặc là theo dõi chuyển động, hoặc là chuyển cái góc camera này tới một cái vị trí mà chúng ta cần. Thì đây là cái tính năng tự động. Và ở dưới đây là đã rời đi cũng như vậy. Ví dụ như chúng ta đã rời ra khỏi nhà thì chúng ta muốn con camera làm cái gì, và cái lịch trình thì chúng ta cũng thể hẹn giờ cái cảnh thông minh này nó sẽ hoạt động từ mấy giờ tới mấy giờ luôn nha. Nếu ứng dụng phù hợp thì bà con có thể làm cho mọi chuyện của chúng ta sẽ tự động hóa toàn bộ hết, không cần phải một thao tác nào cả. Thì mình thích cái việc mà tự động hóa hơn là cái chuyện mà phải click thủ công. Follow mình để biết thêm nhiều thông tin.